Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh DRT. Hôm nay 24 giờ cùng DRT sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin vừa cập nhật. Ký cam kết nhưng vẫn vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thành phố Buôn Ma Thuột siết chặt quản lý hành lang sông suối. Thu tiền tỷ nhờ trồng ớt xuất khẩu. Nơi người nông dân kể chuyện về sản phẩm. Ấm áp chia sẻ yêu thương. Không khó bắt gặp hình ảnh rất nhiều học sinh ở xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển xe máy khi chưa đủ độ tuổi quy định, điều khiển xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm. Cùng với đó là không ít phụ huynh chở con đi học bằng xe máy nhưng bản thân và con ngồi sau xe cũng không đội mũ bảo hiểm. Quan sát của phóng viên 24 giờ cùng DRT vào lúc hơn 6 giờ sáng nay, ngày 8 tháng 12, trước trường Trung học cơ sở Trần Quang Diệu, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, sát quốc lộ 14, tình trạng vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ diễn ra phổ biến. Trong khi đó, đầu năm học giữa nhà trường và học sinh đã ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nhưng trước những gì đang diễn ra ở đây cho thấy, mô hình cổng trường học an toàn về trật tự an toàn giao thông cũng chỉ là câu khẩu hiệu. Trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột có 32 hồ đập và 10 con suối chảy qua. Thời gian qua, mặc dù thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên nước, chấn chỉnh việc san ủi mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn diễn ra việc nạo vét, san lấp bừa bãi, lấn chiếm, xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ sông suối, ao hồ. Việc kiểm tra xử lý các vi phạm chưa được kịp thời, thiếu đồng bộ và thiếu kiên quyết, ảnh hưởng xấu đến môi trường, thoát nước, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở ven bờ, phá vỡ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, phải giữ bằng được hệ thống sông suối trên địa bàn thành phố. Để làm được điều này, phải nghiên cứu xây dựng chiến lược đầu tư khai thác sông suối ao hồ cho phát triển kinh tế, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động bảo vệ dòng chảy của các con suối, nâng cao trách nhiệm trong xử lý vi phạm, nâng mức xử lý để có tính răn đe với các tổ chức cá nhân vi phạm, hỗ trợ kinh phí cắm mốc quy hoạch hành lang sông suối, nâng cao vai trò và siết chặt việc quản lý sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng với những vị trí ảnh hưởng tới dòng chảy sông suối, cống thoát nước, kiên quyết không hợp thức hóa những vi phạm đã xảy ra. Như tin 24 giờ cùng DRT đã đưa, một cán bộ kiểm lâm phụ trách trạm kiểm lâm số 2 khu bảo tồn thiên nhiên ESO bị tử vong với nhiều vết đạn trên người. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra xác minh. Sáng nay ngày 8 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình cán bộ kiểm lâm bị bắn, động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát để sớm ổn định đời sống. Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm nói riêng và ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk nói chung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định đối với cán bộ kiểm lâm bị tử vong. Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk cùng các đơn vị nhà hảo tâm cũng trao các phần quà cho thân nhân của nạn nhân để hỗ trợ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều người đang loay hoay tìm đầu ra cho nông sản, thì dự án trồng ớt xuất khẩu của một nông dân 9X ở huyện Buôn Đôn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi đầy hứa hẹn. Đây là 5 hecta trồng ớt xuất khẩu của gia đình chị Nguyễn Thị Cao Thi ở Buôn Tun Bê, xã Eve, huyện Buôn Đôn. Theo chị Thi, năm nay là năm thứ 3 gia đình chị trồng ớt xuất khẩu. Năm đầu tiên trồng ớt trúng vào lúc dịch COVID-19 bùng phát, ớt bị ứ động do không xuất khẩu được, dẫn đến thua lỗ trên 1 tỷ đồng. Không nản chí, chị vẫn quyết tâm bám trụ vay vốn ngân hàng, tiếp tục triển khai trồng ớt theo hướng Việt Gáp và tìm hướng mở rộng thị trường xuất khẩu. Cây ớt này khi mà mình đầu tư và mình làm thì em thấy nó rất là phù hợp với khí hậu ở đây và nó chi phí ban đầu tư của nó thì nó so với khấu hao thì nó cũng không gọi là cao và lợi nhuận của nó mang lại ổn. Hiện nay bình quân một năm gia đình chị xuất bán trên 300 tấn ớt đi các nước như Úc, Thái Lan, Ấn Độ với giá bình quân 28.000 đồng một kg, đem lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng. Sau khi trừ hết chi phí cũng nhờ vào dự án trồng ớt thì gia đình chị Thi còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tìm việc làm rất là khó khăn đấy, nhưng mà khi biết đến vợ chồng Thi Tiến thì em đã được tạo công ăn, đã có việc làm ổn định và thu nhập xứng đáng với công sức em bỏ ra. Hiện nay, chị Thi còn liên kết với các hộ trồng ớt trên địa bàn thành lập tổ hợp tác trồng ớt để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu cũng như tạo dựng thương hiệu cho cây ớt Buôn Đôn ngày càng vươn xa hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang nỗ lực số hóa trên mọi lĩnh vực, số hóa ngành nông nghiệp, kỳ vọng sẽ mở ra đầu ra cho các mặt hàng nông sản minh bạch về chất lượng xuất xứ. Trong xu thế này, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã ra mắt một trang thương mại điện tử mà ở đây người nông dân được kể câu chuyện về sản phẩm của mình từ quá trình gieo trồng tới khi thu hoạch, đóng gói, tạo nên sản phẩm. Sàn thương mại điện tử chợ nông sản Đắk Lắk ra đời với mong muốn là nơi kết nối cung cầu nông sản, tạo thành liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp, nơi tổ chức hội chợ nông sản Đắk Lắk trực tuyến định kỳ và thường xuyên, và là nơi cung cấp cho người tham gia về sản phẩm đầu vào, phục vụ sản xuất nông nghiệp, thời tiết, thông tin thị trường, mùa vụ. Tại đây, các hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và người dân có thể tự quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của mình, cũng như kết nối các nhu cầu của nhau, đảm bảo hạn chế được các rủi ro khi giao dịch trên không gian số. Tôi đã tham khảo được một số cái, tôi thấy là nó rất là tiện lợi, nó hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp, cho bà con để bán lại cái sản phẩm ở trong đó. Đó là cái sự kết nối, mà cái kết nối ở đây là nó không chỉ nằm là chỉ một là cái tỉnh của Đắk Lắk của chúng ta, nhưng nó kết nối lan tỏa tất cả các cái thị trường của Việt Nam của chúng ta. Đó là một sự rất là lợi thế khi mà làm cái này. Khi tham gia sàn thương mại điện tử và nền tảng số chợ nông sản Đắk Lắk.vn, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ được cung cấp các thông tin hữu ích như nông sản đặc trưng của tỉnh, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, tìm hiểu về câu chuyện đằng sau những sản phẩm nông sản của người nông dân để hiểu rõ hơn về lịch sử, quá trình chế biến, hình thành các sản phẩm ấy. Mọi người có thể tìm nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu của sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác. Chúng tôi mong rằng phiên chợ này mở ra thì sẽ mang lại một bước tiến mới cho nông sản Việt Nam nói riêng và Đắk Lắk nói chung. Thông qua chợ thì cũng sẽ góp phần kết nối và tiêu thụ sản phẩm của nông dân, để làm sao đó thì nâng cao cái giá trị cũng như nâng cao thu nhập của người dân. Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá. Theo dự thảo, hành vi không công khai về quỹ bình ổn giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau 5 ngày hoặc báo cáo sai lệch về quỹ bình ổn giá bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Đối với hành vi sử dụng quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật, bị áp dụng mức phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Hành vi bán giá cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn, danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Dự thảo bổ sung nhóm hành vi loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội, bất ổn thị trường sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, tăng giá hàng hóa, dịch vụ không phù hợp với biến động của giá thành toàn bộ so với điều kiện bình thường nhằm trục lợi. Sau thời gian đề cử, Tổ chức Kỷ lục Châu Á vừa chính thức có quyết định xác lập 10 kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam. Trong đó có 5 món đặc sản là bánh mì Sài Gòn, cơm hến, Thừa Thiên Huế, lẩu thả Phan Thiết Bình Thuận, nem nướng Ninh Hòa Khánh Hòa, bún nước lèo Sóc Trăng. Cùng với đó, 5 đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng gồm cốm Làng Vòng Hà Nội, khoai dao Quảng Bình, mè sửng Thừa Thiên Huế, dâu Đà Lạt, Lâm Đồng, bánh tét Trà Cuông, Trà Vinh. Được biết đây là lần thứ tư Tổ chức Kỷ lục Châu Á công bố các kỷ lục châu Á mới cho ẩm thực. Đặc sản Việt Nam nâng số lượng kỷ lục về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam đạt kỷ lục châu Á lên 60 món từ năm 2012 đến năm 2023, gồm 38 món ăn đặc sản, 22 đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng của các địa phương. Có lẽ đây sẽ là thông tin thú vị cho những ai có ý định đi du lịch ngoài tỉnh dịp Tết này. Có thể thưởng thức các món ăn vừa xác lập kỷ lục và mua các phần quà đặc sản vừa được công bố. Còn sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp một góc nhìn DRT. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối năm này, những cơn gió lạnh tràn về, mọi người phải mặc thêm áo ấm. Nhưng vẫn còn nhiều em học sinh đến trường với manh áo mỏng vì hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực để mang những phần quà ý nghĩa đến với các em có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện vùng sâu, vùng xa để mùa đông thêm ấm áp. Sau 2 giờ di chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột, các thành viên Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Câu lạc bộ Tây Nguyên Xanh, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk cùng các nhà hảo tâm đã có mặt tại xã Giang Mao, huyện Krông Bông, một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn với hơn 70% dân số thuộc hộ nghèo và cận nghèo.
Tại đây, các đơn vị đã trao 100 phần quà, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo, neo đơn, tàn tật và 200 phần quà cho học sinh, mỗi phần là một áo khoác, một đôi dép, sữa, bánh kẹo với tổng trị giá 70 triệu đồng. Nhận được thông tin, nhận được quà, bọn em đã lên xe cày đến đây để nhận quà. Và em cũng cảm ơn các cô chú đã quan tâm đến bọn em, trao quà cho bọn em. Còn đây là buổi trao quà tại xã Dunkerman, huyện Kromana. Ngoài tổ chức cho các em thiếu nhi tham gia các trò chơi team building, cắt tóc miễn phí, các thành viên trung tâm tình nguyện quốc gia, câu lạc bộ Tây Nguyên Xanh, nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk cùng các nhà hảo tâm còn trao 410 phần quà cho học sinh trường mầm non Pơ Lang và trường tiểu học Y Ngông, trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh của trường trung học cơ sở Dunkerman, 40 phần quà cho hộ gia đình nghèo, neo đơn, tàn tật và 300 lá cờ tổ quốc với tổng trị giá 130 triệu đồng. Được đón nhận những phần quà từ các mạnh thường quân, trong đó có đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Thái Dương thì đã trao quà cho các em học sinh, thì nó cũng tạo động lực để cho các em trong thời gian tới học hành được tốt hơn. Thì nhìn những cái nụ cười của các em thì những người làm chương trình không phải cá nhân tôi, nhưng mà những người mà được tham gia chương trình họ cũng đều cảm thấy rất là vui, bởi vì cái sự ngây thơ và khi mà các em nhận được những cái đôi dép, những cái áo lành, các em rất là vui, rất là thích, thì đó có lẽ là cái sự thành công lớn nhất của chương trình. Vâng, và có thể nói đây là một trong những hành động hết sức ý nghĩa và thiết thực, thể hiện được truyền thống của dân tộc, đó là lá lành đùm lá rách. Vâng, nhìn các em hồn nhiên vui vẻ khoác trên mình những chiếc áo ấm, điều đó dường như là xua tan đi được cái lạnh trong những ngày này. Vâng, và tôi nghĩ là không chỉ là các em đâu, mà còn chính những người làm công tác thiện nguyện cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi mà được lan tỏa, được chia sẻ những việc làm đầy ý nghĩa. Vâng, và sẽ ấm áp hơn nếu có thêm sự chung tay của cộng đồng cho các hoàn cảnh còn khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều trường hợp mọc răng số 8 hay còn gọi là răng khôn sẽ gây đau đớn, khó chịu hay thậm chí là thay đổi cấu trúc hàm. Hầu hết những bệnh nhân này bác sĩ sẽ chỉ định nhổ bỏ răng khôn để tránh biến chứng, để đảm bảo quá trình phục hồi diễn ra nhanh chóng và chế độ chăm sóc đóng vai trò quyết định. Sau đây sẽ là những hướng dẫn của bác sĩ nha khoa giúp quý vị và các bạn biết cách chăm sóc răng miệng đúng cách sau khi nhổ răng khôn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thường thì răng số 8 khi mà nhổ là bởi vì là răng số 8 là cái răng nằm ở trong góc trong cung của cung hàm, thì là một cái vị trí khó. Thì khi nhổ thì nó sẽ sáng chấn nhiều, như là phải cắt xương, cắt răng thì mới nhổ ra được. Thì những cái cắt xương, cắt răng đấy nó sẽ gây ra cái sự sưng đau nhiều hơn so với các răng bình thường. Trong quá trình nhổ răng thì bệnh nhân sẽ được gây tê vùng, thì cảm giác nhổ răng nó sẽ không có ê đau nhiều. Tuy nhiên răng số 8 là một răng thường mọc ở vị trí khó, thì để giảm thiểu cái việc ê đau sau khi nhổ răng thì bệnh nhân nên sử dụng các phương pháp hiện đại hiện nay, như là sử dụng sóng siêu âm để nhổ hoặc là ghép vết thương từ thân PRS. Đồng thời thì sau khi nhổ răng, để tránh cái việc là viêm nhiễm, thì mình nên hạn chế ăn các đồ cay nóng kích thích. Ổ nhổ răng sau khi được khâu lại thì mình hạn chế nhai ở phía bên đấy, sẽ nhai ở cung hàm đối diện, tránh để thức ăn lọt vào ổ nhổ răng. Nếu thức ăn lọt vào ổ nhổ răng thì mình xúc miệng bằng nước sạch cho nó ra, tuyệt đối là không dùng đầu đũa, đầu tam thọc vào, sẽ nhiễm trùng. Là trong cái ngày đầu tiên khi nhổ răng sẽ có thể là sưng nhẹ ở phía đấy, thì mình sẽ chườm lành bằng nước đá. Sau khi nhổ răng thì phải tuân thủ cái quy định uống thuốc của bệnh viện, uống kháng sinh kháng viêm đầy đủ. Cái thuốc giảm đau để phát huy hiệu quả tốt nhất thì mình nên uống sau khi nhổ cái thuốc giảm đau để đảm bảo hiệu quả tốt nhất thì nên chống đau là mình nên uống rồi. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình 24 giờ cùng DRT cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình 24 giờ cùng DRT tuần sau.